lưng chân tốt. Những pha phối hợp một chạm để giải nguy của chúng ta đã được thể hiện tuyệt vời. Quang Hải, đó là một pha không chế bóng cực hay của Quang Hải. Tiến lên, đây, đây là Trọng Hoàng. Đáng tiếc với tình huống vừa rồi, trước đó là một pha không chế bóng rất hay của Quang Hải. Đường chuyền của đồng đội hơi mới một chút, nhưng cầu thủ áo số 9 19 của chúng ta vẫn kiểm không chế được quả bóng. Quang Hải, để cho hàng công thăng hoa. Cho đến thời điểm này thì cả Nguyễn Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vẫn đang tranh chấp tốt. Vẫn là những tình huống xuống biên và vẫn đang được cao thủ cho anh thực hiện rất thuần thục. Tamari, chứng kiến trong vòng 1 năm nay các đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời Huấn luyện viên Hoàng Sơ luôn có được sự bình tĩnh. Bùi Tiến Dũng, Jonadi lại trở lại với thế trận quen thuộc, đá vùng đội hình rất thấp. Với xu thế bóng đá bây giờ, nhiều đội pressing tầm cao với số đông đủ, do là đi không tạo ra những pha áp sát với số đông đủ với phần sân đối phương. 6 vị trí gần như là án ngữ và rất ít khi thay đổi. Đó là vị trí của một tứ vệ và hai tiền vệ chính cấp. Thank you.
với Hùng Dũng. Hoàn toàn sẽ đá đẩy sang bên phải, Phan Văn Đức ở bên phía bên trái và Tiến Linh đá cao nhất. Thank you.
Coman đang là mới hàng công. Toàn bộ hàng công của đội tuyển Jordan đều đã được thay đổi. Coman đang rất tiếp tục với hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt và duy trì quy luật tuyệt vời. Hoàng Quang Hải sẽ lại được giải phóng sang vị trí tấn công sở trường.
những sự thay đổi về mặt nhân sự, và kéo theo đó là những sự thay đổi về mặt chiến thuật liên tục được huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện. Thank you.
Quốc Hải luôn bình tĩnh để xử lý bóng. Và phía trên hoàn toàn nhanh nhẹn, là một cầu thủ hiệu quả trong việc gây ra khó khăn cho đối phương và làm giảm tải sức ép đang lên cao mà cao thủ Jordani tạo ra. Rất hay, và chắc chắn là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương với trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tinh thần thi đấu xứng đáng là niềm tự hào của các cổ động viên Việt Nam từ phía tất cả những chiến binh ở trên sân. Lưng Xuân Trường vào sân có thể là một sự tính toán xa hơn của huấn luyện viên Park Hang-seo cho phần còn lại của trận đấu. Đúng là như vậy. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Cơ bản cũng mở một đường bóng dài. Thực tế thì nền tảng thể lực của Jordani cũng đã có dấu hiệu đi xuống. Và đó là thời điểm thích hợp để tung một cầu thủ có khả năng phát động tấn công tốt như Xuân Trường. Còn xa hơn thì Xuân Trường sẽ là một cái tên có thể sẽ được đăng ký nếu hai đội lúc vào là đã luôn lên. Ngoài ra thì Xuân Trường cũng có khả năng là một phương án xuất xa nữa. Trong ít phút vừa rồi, người thường xuyên dâng cao lại là Hùng Dũng, và Xuân Trường cùng với Quang Hải đã thấp nhất ở tuyến giữa. Không hề có lỗi, đó là một loạt những pha xử lý kỹ thuật của Quang Hải. Xuân Trường, một cú chặt bóng chính xác dành cho Trọng Hoàng ở bên phía bên phải. Lại thêm một tình huống xử lý khôn ngoan nữa của số 8 đội tuyển Việt Nam. Cú chạm bóng là của Quế Lâu Hải. Sự nhanh nhẹn của Văn Toàn khiến cho các trung vệ đối phương không biết đâu mà lần. Và giải pháp an toàn nhất mà chúng ta thấy từ phía các cầu thủ phòng ngự của Jordani là phá bóng tiếp từ bên trong. Xuân Trường, Hồng Dũng. Đây là một tốc độ thi đấu vừa phải và phù hợp với yêu cầu từ phía ban huấn luyện, với những chỉ thị mà chúng ta vừa nhìn thấy từ phía ông Park Hang-seo. Không biết có một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam không? Có lẽ là không trong tình huống vừa rồi khi mà trọng tài đã thổi phạt dự bị.
một trận đấu mà Bùi Tiến Dũng rất chắc chắn và xuất sắc với những tình huống giải nguy bằng bóng bổng. Chính xác đầu bắn lông. Phút thứ 114 của trận đấu giữa đội tuyển Jordani và đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng thì hoàn toàn có thể có những pha phát bóng dài lên phía trên. Duy Mạnh, Xuân Trường. Có lẽ Trọng Hoàng không còn có đủ thể lực để theo những đường bóng như vừa rồi nữa. Vương sẽ là sự lựa chọn tiếp theo của huấn luyện Park Hang-seo. Rất hay và áp sát của đoàn văn hậu. Khó chịu và khôn ngoan. Bây giờ thì Minh Phương sẽ vào sân để thay cho một Trọng Hoàng đã hoạt động như một động cơ vĩnh cửu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu xuất sắc của Trọng Hoàng. Và anh như là một hình ảnh của cả tập thể Việt Nam ở trận đấu này. Đó là sự nỗ lực quên thân, yếu tố kỹ thuật và sự chính xác ở trong đường kiến tạo mà Trọng Hoàng dành cho Công Phượng để cho Công Phượng ghi bàn. Quế Lâu Hải, đường chuyền dài của Quế Lâu Hải cho Văn Toan. Jordani đúng là một đội bóng cũng chơi rất bền bỉ và không thay đổi
chiến thuật cho đến những phút cuối cùng. Họ luôn cố gắng tạo ra sự an toàn trước khung thành của Sarri. So với các đội bóng thường thi đấu ở cửa trên khác thì rõ ràng là Giovanni có một cách tiếp cận trận đấu khác hẳn, và cũng có thể là họ rất tin tưởng ở khả năng của thủ môn Amr Sarri, 36 tuổi và là đội trưởng đội bóng. Người đang có kỳ ở giờ cấp thứ 3. Thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp phụ thứ hai rồi. Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh. Thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ hai là 1 phút. Lọt sút lần nhiều, cân não đang ở rất gần. Vẫn là cao thủ Việt Nam, Quang Hải. Cú bỏ dài của Quang Hải. Bất toàn. Đội bạn cũng đang chơi lan xả. Và đây đang là những phút giây mang đến lợi thế dành cho chúng ta. Những giây phút đi đổi và đội tuyển Việt Nam đang kiểm soát bóng. Xuân Trương, Quang Hải, Văn Toàn. Không có quả đá phạt trong tình huống đột phá vừa rồi của Văn Toàn. Nguyễn Công Hải, phá bóng chính xác. Đó là giải pháp an toàn cần thiết. Một điểm rất nhạy cảm. Vẫn là cơ hội cho quả ném biên của đội tuyển Jordani. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng, một trong những cầu thủ chơi tốt bậc nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này, và phía trước của hai đội sẽ là loạt sút luân lưu. Như vậy là cũng giống như đúng 1 năm về trước, trong trận đấu đầu tiên ở vòng knockout của mình thì đội tuyển Việt Nam sẽ lại bước vào loạt sút luân lưu giống như đội tuyển U23 Việt Nam đã từng trải qua trước U23 Iraq. Một trận đấu ở vòng knockout, một đội bóng Tây Á công phường ghi bàn, thời gian hiệp vụ và bây giờ là loạt sút luân lưu. Chúng ta sẽ chờ đợi một kịch bản 100% copy như là trận đấu
ở vòng 1/8 tại giải U23 châu Á. Một kết quả và một trình độ chơi bóng cho đến thời điểm này có thể khẳng định là đã rất tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. Và là một kết quả đầy tự hào đối với các cầu thủ viên chúng ta. Bây giờ thì ông Fagani cùng hai đội trưởng Quý Ngọc Hải và Amir Safi làm thủ tục để có thể bắt đầu loạt sút luân lưu. Trong khi đó thì ông Bokerman cùng người trợ lý Van der Heyden của mình đang lựa chọn ra những cầu thủ. Và chúng ta sẽ đặt sự tin tưởng ở Đặng Văn Lâm, người đang được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự dặn dò rất kỹ lưỡng. Một dòng chữ chiến thắng từ trên phía khán đài, một hình ảnh rất đẹp mà người quay phim và đào dựng hình của trận đấu đã mang đến cho chúng ta. Một sự tự tin cũng rất cần thiết của đội tuyển Việt Nam trước một loạt đá rất căng thẳng. Trước U23 Iraq một năm về trước thì những người đã thực hiện những quả đá cho U23 Việt Nam và điều đá rất tốt là Văn Thanh, Quang Hải, Sơn Trường, Đức Trinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ thành của Yemen và giúp chúng ta vượt qua được bóng này với tỷ số 2-0. Thank you.
của và quá mạnh. Bóng đi căng vào tầm cao nữa. Hai huấn luyện viên đều chọn những người sinh hoạt tốt nhất. Bây giờ Hùng Dũng. Sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 thử vào sân ngang người của đội bạn Baha Seif. Cú đá quá hoan hô Đặng Văn Lâm và bóng vừa chạm vào sân ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số lúc này bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng. Nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số đã nêu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện
quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng 1 năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người ghi quả đá quyết định. Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất, và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui lẫn sự thất vọng. Chưa bao giờ chúng ta thấy được một hình ảnh như thế này từ phía Jordani. Phải rồi, họ rất mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Từ đánh giá rất cao, có một huấn luyện viên từng giới thiệu cho thế giới Lukaku, Eden Hazard, Rainer. Hình ảnh tuyệt vời của Đặng Văn Lâm, một kiểu chào rất tuyệt vời mà Đặng Văn Lâm đã khiến cho chúng ta đông đầy cảm xúc vào